Chào các bạn, hôm nay mình cùng tô bức tranh này nhé. Đầu tiên tóc của cô gái này mình sẽ tô màu cam. Sau đó mình sẽ tô môi màu đỏ. Bây giờ mình sẽ tô áo. Áo mình sẽ tô màu vàng. Sau đó mình sẽ tô quần. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.